Đức Huỳnh mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Ngày hôm nay, một trực thăng quân sự của Israel đã bắn nhầm vào một tòa nhà ở dải Gaza trong lúc binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF đang ở bên trong, khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng. Theo báo The Times of Israel, binh sĩ IDF đã yêu cầu yểm trợ trên không sau khi xác định được một nhóm đặc nhiệm Hamas ở gần đó, nhưng một trực thăng chiến đấu Apache được điều động để tấn công vào các thành viên Hamas đã bắn nhầm tòa nhà nói trên do việc khai hỏa không chính xác từ mặt đất của các binh sĩ Israel. Phản hồi về thông tin trên, IDF nói rằng vụ việc đang được điều tra. Đến nay đã có 91 binh sĩ Israel tử trận kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch đổ bộ nhằm tiêu diệt Hamas ở Gaza vào ngày 27 tháng 10. Trong số đó có cả con trai của Bộ trưởng Chính phủ Israel, Gadi Eisenkot, đã tử trận ở dải Gaza. Trong khi đó, Reuters đưa tin lữ đoàn Al-Qassam của Hamas nói rằng một binh sĩ Israel bị bắt làm con tin đã thiệt mạng vào sáng sớm nay trong cuộc đụng độ giữa các thành viên Hamas và một đơn vị đặc biệt của Israel đang tiến hành cuộc giải cứu các con tin. Theo The Times of Israel, quân đội Israel sáng nay 8 tháng 12 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào hơn 450 mục tiêu ở dải Gaza. Trong số những địa điểm đó có các khu quân sự, trạm quan sát và kho vũ khí. Như truyền hình Báo Thanh Niên có đề cập, thì quân đội Israel đang mở rộng chiến dịch quân sự trên khắp dải Gaza với tâm điểm là thành phố Khan Yunis ở miền nam dải đất này. Theo tờ The Times of Israel, Khan Yunis được coi là biểu tượng cho sự quản lý chính trị và quân sự của Hamas khi toàn bộ bộ máy lãnh đạo của lực lượng này lớn lên từ đây. Và tại đây, quân đội Israel cũng cho biết đã bao vây nơi ẩn náu của ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas tại dải Gaza, và việc bắt được ông này chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông Sinwar, một nhân vật chủ chốt của lực lượng Hồi giáo Hamas, chính là người đã lên kế hoạch tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Mời quý vị cùng Trúc Huỳnh tìm hiểu một số thông tin về nhân vật đặc biệt này qua video sau. Bài phát biểu của lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar ở Gaza năm ngoái không phải là lời đe dọa suông. Chúng tôi sẽ đến với vô số tên lửa, chúng tôi sẽ đến với thác lũ binh sĩ không bao giờ cạn. Nghe thì tưởng chừng chỉ là một tuyên bố cường điệu làm hài lòng đám đông, nhưng vào thời điểm này, một kế hoạch bí mật đã được ấp ủ nhằm tấn công Israel. Đất nước đã bỏ tù ông Sinwar suốt 23 năm trước khi ông được trả tự do và trở thành lãnh đạo của Hamas. Theo thống kê của Israel, ngày 7 tháng 10 là ngày đẫm máu nhất trong lịch sử nước này, khi nhóm phiến quân giết chết 1.200 người và bắt 240 con tin. Israel đã đáp trả bằng hàng loạt cuộc oanh tạc và chiến dịch trên bộ giết chết 15.000 người Palestine. Ông Sinwar đã dành nửa cuộc đời trưởng thành của mình ở sau song sát ở Israel. Ông bị bỏ tù vào năm 1988 vì lên kế hoạch bắt cóc và giết chết hai binh sĩ Israel, cũng như sát hại 4 người Palestine cộng tác với Israel. Đây là thời điểm ông được trả tự do vào năm 2011, cùng với hơn 1.000 người Palestine được thả để đổi lại một người lính Israel. Đây là một trong những sự kiện chiến lược lớn nhất trong lịch sử sự nghiệp của nhân dân Palestine trong những năm qua. Vì vậy, chúng ta đang sống trong giây phút vui mừng đặc biệt. Các nguồn tin cho biết ông Sinwar đang dẫn đầu các cuộc đàm phán về việc trao đổi tù nhân với con tin. Ông cam kết sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân Palestine mà Israel giam giữ. Theo ông Michael Kobe, cựu quan chức cơ quan tình báo Shin Bet của Israel, ông Sinwar là một kẻ tàn nhẫn. Ông Kobe là người đã thẩm vấn ông Sinwar suốt 180 giờ trong tù. Ông Kobe nói thủ lĩnh Hamas lúc đó ở độ tuổi cuối 20 nhưng đã chuyên tâm vào việc tấn công Israel. Yahya Sinwar đứng đầu tại nhà tù, ông ta là thủ lĩnh của tất cả tù nhân Hamas, họ ngồi cùng nhau, tất nhiên là họ thảo luận trong tù và họ dạy cách chiến đấu với người Israel sau khi họ được thả, đó là kế hoạch của ông ta. Sinh ra ở trại tị nạn Khan Yunis, ông Sinwar nổi lên như một người thực thi đường lưới cứng rắn. Trước khi vào tù, ông là người đứng đầu bộ máy an ninh Al-Majid, chuyên theo dõi, giết hại và trừng phạt những người Palestine bị cho là cộng tác với Israel. Những nguồn tin biết ông Sinwar đều nhất trí rằng công hiến của ông cho phong trào Hamas là phi thường. Ông ấy nói với tôi rằng Hamas là vợ tôi, Hamas là con tôi, Hamas là tất cả đối với tôi. Ông Sinwar là một trong những đối tượng bị Israel truy nã gắt gao nhất. Đây là phát biểu của tham mưu trưởng quân đội Israel Hezid Halevi vào hồi tháng 10. Người thực hiện quyết định tấn công hèn hạ này là Yahya Sinwar, lãnh đạo của dải Gaza. Ông ta và toàn bộ hệ thống dưới quyền của ông ta coi như đã chết. Các quan chức khu vực cho biết Israel khó có thể kết thúc chiến tranh cho đến khi thủ lĩnh Sinwar bị tiêu diệt hoặc bị bắt.
hai chuyên gia quân sự cho rằng đó sẽ là một chiến thắng quan trọng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu này sẽ mất nhiều thời gian và tốn kém với Israel và không có gì đảm bảo thành công. Theo các nguồn tin của Reuters, ông Sinwa cùng với Mohammed Deif, chủ mưu vụ tấn công tháng trước và một chỉ huy khác, đang chỉ đạo các hoạt động quân sự có thể là từ các hầm ngầm bên dưới Gaza. Một số đường hầm được cho là nằm sâu 80 mét dưới lòng đất và ông Kobi nói rằng ông Sinwa sẽ không bỏ cuộc. Ngay cả khi ông ấy phải chiến đấu, tôi chắc rằng Yahya Sinwa sẽ không rời giải Gaza. Ông ấy sẽ ở lại cho đến viên đạn cuối cùng. Trong bối cảnh chiến sự như vậy, tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi tại miền Nam Gaza với hàng ngàn người di tản về hướng Nam đến cửa khẩu Rafah với Ai Cập. Ước tính hơn 75% dân số Gaza đã phải di tản từ khi xung đột bùng phát. Hàng trăm ngàn người từ miền Bắc đang tìm nơi trú ẩn tại số ít địa điểm ở miền Nam được Israel chỉ định là khu vực an toàn. Giám đốc chương trình lương thực thế giới WFP Cindy McCain cảnh báo hệ thống nhân đạo Gaza đang sụp đổ và toàn bộ dân cư đang bị đói. Trong đó, nhiều người nhịn đói ít nhất một ngày trong 4 tuần và lượng nước sạch để tiêu thụ mỗi ngày trung bình chưa đến 2 lít mỗi người. Trong khi đó, thì Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng hệ thống y tế Gaza đang bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn với chỉ 17 bệnh viện còn hoạt động một phần, trong khi 19 bệnh viện khác thì đã ngừng vận hành. Cơ quan Y tế Gaza do Hamas điều hành ngày 7 tháng 12 nói rằng số người chết ở Gaza kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 đã tăng lên 17.177 người, theo AFP. Hôm 7 tháng 12, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cáo buộc phương Tây ủng hộ hành động diệt chủng của Israel đối với người Palestine ở Gaza. Phát biểu này được ông Raisi đưa ra trước khi bắt đầu hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow cùng ngày. Iran ủng hộ Hamas, trong khi Nga có quan hệ với tất cả các bên chủ chốt trong khu vực, trong đó có cả Hamas và Israel. Ông Putin cho rằng việc thảo luận về tình hình Trung Đông là rất quan trọng, đặc biệt là ở Gaza. Cuộc gặp giữa hai tổng thống Nga và Iran diễn ra sau khi ông Putin có chuyến công du Trung Đông. Bộ Quốc phòng Nga trước đó đăng tải hình ảnh cho thấy chuyên cơ chở ông Putin được các chiến đấu cơ Sukhoi 35S của Nga hộ tống trong suốt hành trình. Đây là điều khiến nhiều người thắc mắc và Điện Kremlin cũng đã có lời giải thích vì sao điều chiến đấu cơ đi theo bảo vệ ông Putin. Tiêm kích Su-35S của Nga thắt tùng máy bay của Tổng thống Vladimir Putin suốt chuyến công du tới Trung Đông. Giải thích cho điều này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đây là động thái nhằm bảo vệ nhà lãnh đạo trong khu vực nhiều bất ổn và họ đã có giấy phép bay đặc biệt để hộ tống máy bay Tổng thống từ các quốc gia mà họ đã bay qua. Tổng thống Putin đã đến thăm Abu Dhabi và Riyadh vào hôm 6 tháng 12, nơi ông có cuộc hội đàm với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman Al Saud. Bốn máy bay chiến đấu Su-35S mang theo các vũ khí tiêu chuẩn đã hộ tống máy bay chở ông Putin. Bình luận về động thái này, ông Peskov nói UAE và Ả Rập Xê Út là những quốc gia ổn định, an toàn, nhưng khu vực xung quanh chắc chắn đầy rẫy những mối nguy hiểm và khó lường. Vì vậy, mọi biện pháp đều đang được thực hiện để đảm bảo an ninh trong nguyên thủ quốc gia Nga ở mức độ thích hợp. Đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích Su-35S hộ tống máy bay của Tổng thống Putin trong chuyến thăm Trung Đông vừa được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Video này cho thấy mỗi máy bay đều được lắp tên lửa đối không tầm trung R-771 và tầm ngắn R-74M. Dữ liệu theo dõi hành trình dân sự cho thấy chuyên cơ IL-96 của ông Putin đã bay qua vùng trời Azerbaijan và Iran, vùng biển Caspian và vịnh Ba Tư trước khi đáp xuống UAE. Các khoang chứa nhiên liệu trong thân Su-35S có tổng sức chứa gần 10 tấn, giúp phi cơ đạt tầm bay 3.600 km khi bay ở độ cao lớn. Con số này có thể tăng lên 4.500 km nếu Su-35S mang hai thùng dầu phụ. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định đây là màn phô diễn sức mạnh, cũng là một phần trong nỗ lực quảng bá vũ khí của Nga với khu vực Trung Đông. Trước khi hạ cánh xuống sân bay Abu Dhabi của UAE, phi đội tiêm kích Nga còn xếp đội hình lượn nhiều vòng trên sân bay, tương tự màn biểu diễn tại những triển lãm hàng không. Ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin cho biết, chuyến công du Trung Đông của ông Putin là nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị cũng như giải quyết những biến động ở khu vực sau khi Hamas tấn công lãnh thổ Israel hồi đầu tháng 10 và Tel Aviv đáp trả bằng chiến dịch quân sự quy mô lớn tại dải Gaza. Theo bình luận của báo The Wall Street Journal, Nga đang nỗ lực tìm cách tăng cường hợp tác từ các quốc gia thân thiện khi chiến sự Ukraine tiếp tục kéo dài. Mặt khác, ông chủ Điện Kremlin cũng có thể tận dụng cơ hội này để khoét sâu thêm chia rẽ giữa Mỹ với các cường quốc dầu mỏ ở Trung Đông. Còn đối với các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh, nơi có hàng ngàn binh sĩ Mỹ đồn trú và đã mua hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí từ Mỹ, việc đón tiếp Tổng thống Putin tới thăm cho thấy họ đang cố gắng hành xử cân bằng, thận trọng nhằm đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế và thu được lợi ích lớn nhất từ các đối tác nước ngoài.
Nói về tình hình cuộc xung đột ở Ukraine, Bộ Năng lượng Ukraine ngày 7 tháng 12 thông báo một nhà máy nhiệt điện của nước này gần tiền tuyến đã bị lực lượng Nga pháo kích, khiến hai tổ máy ngừng hoạt động. Hậu quả là gây ra tình trạng thiếu điện tạm thời tại Ukraine, trong bối cảnh nước này bắt đầu bước vào mùa đông và nhu cầu sưởi ấm thì tăng lên. Giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Nga đã bắt đầu các đợt tập kích mùa đông nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các quan chức Kiev cho rằng lực lượng Nga đã tích trữ UAV và tên lửa để tấn công mạng lưới năng lượng đang gặp khó khăn của Ukraine trong những tháng mùa đông và cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo Không quân Ukraine, Nga hôm 7 tháng 12 đã phóng 18 UAV tấn công tự sát làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng ở tỉnh miền Nam Odessa và khiến cho một dân thường thiệt mạng. Lực lượng Ukraine đã bắn hạ được 15 UAV. Từ năm ngoái, thì Nga đã sử dụng hàng loạt UAV tự sát theo thiết kế UAV Shahed của Iran để tấn công Ukraine. Mới đây, tình báo Anh nhận định trong những đợt tập kích mới nhất thì Nga đã tung ra các UAV có cải tiến với việc sử dụng màu sơn đen để giảm khả năng bị phát hiện cũng như là gắn thẻ SIM 3G của Ukraine. Chi tiết thì chúng mình mời quý vị cùng tìm hiểu thêm qua video sau. Theo tình báo Anh, Nga đang đổi màu sơn cho một số máy bay không người lái, tức UAV tấn công, để chúng tránh bị phát hiện vào ban đêm. Theo thông tin trên bản cập nhật tình báo hôm 6 tháng 12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết một số UAV của Nga đã được sơn màu đen. Báo cáo nhận định màu sơn này làm cho việc xác định trực quan các UAV đang bay đến vào ban đêm trở nên khó khăn hơn, báo cáo viết. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat trong tháng này cũng đưa ra thông tin tương tự. Bên cạnh đó, ông cũng nói rằng Nga đang sử dụng nhiều vật liệu sợi carbon hơn trong các UAV mà theo ông là giúp hấp thụ tín hiệu radar. Phát biểu của ông Inat được đưa ra sau khi vệ binh quốc gia Ukraine công bố hình ảnh về UAV Nga bị bắn rơi trong cuộc không kích ở Kiev hôm 25 tháng 11. Ngoài ra, các báo cáo gần đây cũng cho rằng Nga đang lắp đặt modem 4G và thả SIM của Ukraine vào UAV. Điều này được cho là giúp các UAV truy cập mạng di động dân sự khiến chúng thông minh hơn và nguy hiểm hơn. Cụ thể, theo các kỹ thuật viên của công ty Victory Drone của Ukraine, chuyên đào tạo và phát triển UAV, họ đã tìm thấy một modem 4G với thẻ SIM của công ty viễn thông Kyivstar Ukraine bên trong một số UAV Nga bị bắn rơi. Victory Drone ban đầu nói trên Telegram rằng thẻ SIM và modem có thể được Nga sử dụng để truyền dữ liệu theo dõi các mảnh vỡ của chiếc UAV bị rơi, thu thập thông tin những đường bổ sung qua mạng di động hoặc điều chỉnh nhiệm vụ bay trong thời gian thực. Theo trang The Drive, việc sử dụng mạng di động để nâng cao khả năng của UAV không phải là một ý tưởng mới. UAV có thể tận dụng dữ liệu di động thay thế hoặc bổ sung cho các liên kết dữ liệu truyền thống. Trong môi trường đông đúc như ở các thành phố nơi sóng di động được phủ rất mạnh, việc sử dụng SIM 4G có thể hỗ trợ rất nhiều trong chiến đấu. Điều này mở rộng đáng kể tính linh hoạt của hoạt động bay không người lái trong những môi trường này. Tuy nhiên, tạp chí Forbes tin rằng việc gắn SIM 4G trên UAV sẽ nguy hiểm đối với Nga hơn là đối với Ukraine, bởi Kiev hoàn toàn có thể thu được dữ liệu được truyền qua các thẻ SIM này. Trang The Kiev Independent ngày 8 tháng 12 đưa tin, giới chức Mỹ và Ukraine vừa ký tuyên bố về dự định cùng sản xuất các vũ khí trọng yếu và trao đổi dữ liệu song phương nhằm giải quyết các nhu cầu khẩn cấp của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, Ukraine sẽ tiếp nhận năng lực cần thiết để thành công trước mắt trên chiến trường, hồi phục kinh tế dài hạn và củng cố lĩnh vực quốc phòng. Một trong những ưu tiên là tập trung vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Thỏa thuận giữa Kiev và Washington được cho là sẽ góp phần xây dựng các cơ sở sản xuất ở Ukraine để cung cấp vũ khí cho quân đội, đặc biệt là thiết bị phòng không và đạn dược, cũng như là các dịch vụ sửa chữa và bảo trì. Bộ Quốc phòng Mỹ và các đối tác trong ngành sẽ cung cấp cho Ukraine dữ liệu kỹ thuật để bắt đầu thực hiện các dự án địa phương nhằm cải thiện các hệ thống phòng không lỗi thời ở trong kho vũ khí của Ukraine bằng cách tích hợp các loại đạn dược của phương Tây. Tuyên bố được ký kết tại Hội nghị Cơ sở Công nghiệp Quốc phòng Ukraine diễn ra ở Washington DC của Mỹ từ ngày 5 đến 6 tháng 12. Hội nghị quy tụ 350 đại diện chính phủ và ngành công nghiệp Mỹ và Ukraine để thảo luận về các ý tưởng nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của Ukraine. Theo tờ The Wall Street Journal hôm 6 tháng 12, Ukraine muốn sản xuất nhiều vũ khí hơn, nhưng sẽ cần nhiều năm để tái thiết ngành công nghiệp quốc phòng. Việc xây dựng lại ngành công nghiệp vũ khí Ukraine có thể giúp đảm bảo an ninh lâu dài của đất nước và thúc đẩy nền kinh tế. Ukraine hiện dựa rất nhiều vào viện trợ quân sự của phương Tây, và Nga cũng đã thu được không ít vũ khí, trang thiết bị do phương Tây viện trợ. Mới đây, một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, binh sĩ Nga đã thu giữ được thêm xe tăng Leopard của Đức và xe bọc thép Bradley của Mỹ. Một số video đăng trên mạng xã hội cho thấy binh sĩ Nga ở Ukraine đã thu giữ một số thiết bị hạng nặng do phương Tây sản xuất trong những ngày gần đây. Các đoạn video cho thấy binh sĩ Nga lái chiếc xe chiến đấu bộ binh Abrams Bradley do Mỹ sản xuất, cũng như tìm cách khởi động xe tăng Leopard 2 của Đức. Cả hai video đều được nhà báo Nga Vladimir Soloviev đăng trên kênh Telegram của ông hôm 7 tháng 12. Một video cho thấy một nhóm binh sĩ Nga đang tiếp cận một chiếc xe tăng Leopard 2A4.
Những người lính nói về việc khởi động động cơ và đưa xe trở lại vị trí của quân Nga. Lớp giáp dày của xe dường như không hề hấn gì, nhưng dường như chiếc Leopard này đã bị lực lượng Ukraine bỏ lại, không thấy rõ thiệt hại của xe tăng. Trong đoạn video thứ hai, một chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley đang di chuyển trên con đường đất gần một khu định cư. Theo ông Soloviev, xe bọc thép này cũng bị quân đội Nga thu giữ và sau đó sửa chữa để có thể hoạt động trở lại. Đầu tuần này, truyền thông Nga đưa tin lực lượng nước này đã bắt giữ một xe M2 Bradley và đưa đó đến các vị trí của Nga một cách an toàn trước khi đưa về hậu phương vào cuối tháng 11. Theo báo RG của Nga, lực lượng Nga đã phá hủy hàng chục chiếc xe chiến đấu bộ binh do Mỹ sản xuất, nhưng hầu hết các xe đã bị bỏ lại trên chiến trường. Chiếc xe bọc thép Bradley bị thu giữ vào tháng trước là chiếc đầu tiên rơi vào tay quân đội Nga, tương đối nguyên vẹn. Không rõ chiếc Bradley bị thu giữ vào tháng 11 và chiếc trong video nhà báo Soloviev đăng có phải là một hay không. Đơn vị theo dõi viện trợ Ukraine của Viện Kiel, Đức ngày 7 tháng 12 cho biết, các đồng minh của Ukraine đã giảm đáng kể các cam kết viện trợ mới cho nước này, vốn đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu chiến sự, AFP đưa tin. Theo Viện Kiel, viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo mới được hứa cho Ukraine từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023 chỉ đạt có 2,11 tỷ euro, giảm 87% so với cùng kỳ năm 2022 và là mức thấp nhất kể từ đầu chiến sự. Các số liệu này được đưa ra trong bối cảnh có dấu hiệu rạn nứt ngày càng tăng trong sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine, khi mà cuộc phản công rất được mong đợi của Kiev lại không mang bước đột phá và sự chú ý của thế giới tập trung vào cuộc chiến Hamas-Israel. Tại Mỹ, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đã chặn nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine, trong khi ở Liên minh châu Âu-EU, các cuộc đàm phán về gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro, tức khoảng 53 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới đang bị kéo dài. Ngoại trưởng Anh David Cameron trong chuyến thăm Washington DC ngày 7 tháng 12 kêu gọi các chính trị gia Mỹ phê chuẩn gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, cảnh báo rằng Moscow sẽ hưởng lợi nếu số tiền không được phê duyệt. Giữa lúc có nhiều thông tin bất lợi về viện trợ, nhiều báo đài còn đưa tin nội bộ chính quyền Kiev không mấy êm đẹp, đặc biệt là căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny. Mới đây, nhiều nghị sĩ thuộc đảng của ông Zelensky đã đề nghị cách chức vị tướng hàng đầu của quân đội Ukraine vì cho rằng ông này không chuẩn bị kế hoạch nào cho Ukraine vào năm tới. Một nghị sĩ quốc hội Ukraine thuộc đảng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny vì đã không đưa ra được kế hoạch cho năm 2024. Phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine Mariana Besula được đưa ra vào hôm 26 tháng 11 trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán tại Ukraine và phương Tây về bất đồng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Zaluzhny. Bà Besula nói, nếu lãnh đạo quân sự không thể cung cấp kế hoạch nào cho năm 2024 và nếu tất cả những gì họ có thể đề xuất về động viên quân đội tóm lại chỉ là cần thêm người mà không có đề xuất nào thay đổi trong hệ thống quân sự thì lãnh đạo nên ra đi. Bà cho rằng tướng Zaluzhny hoàn toàn không có hình dung về cuộc xung đột trong thời gian tới và không có kế hoạch cho bất cứ loại hình chiến tranh nào, dù lớn hay nhỏ. Theo bà Besula, vị trí lãnh đạo quân sự là một vấn đề lớn đối với các nghị sĩ trong việc hoạch định ngân sách quốc gia trong năm tới. Nghị sĩ này tiết lộ rằng vấn đề đã gia tăng cả trong quốc hội và tại tổng hành dinh quân đội ít nhất là kể từ mùa hè. Vào thời điểm đó, quân đội Ukraine đang tiến hành một cuộc phản công được đặt nhiều kỳ vọng. Chiến dịch này về cơ bản không đạt được mục tiêu và lực lượng Kiev phải chịu nhiều tổn thất. Bà Besula cho biết, tướng Zaluzhny và các chỉ huy hàng đầu khác cho đến nay vẫn chưa trình bày kế hoạch chi tiết về việc huấn luyện, luân chuyển quân trong tương lai hay về các nguồn tài trợ cần thiết cho các lữ đoàn mới. Thay vào đó, quân đội Ukraine chỉ nói đơn giản rằng họ sẽ cần lượng người nhập ngũ ít nhất là 20.000 công dân mỗi tháng. Vào đầu tháng 11, tướng Zaluzhny trong một cuộc phỏng vấn thừa nhận rằng tình hình chiến trường về cơ bản là rơi vào bế tắc. Ông cũng nói rằng Nga đang chiếm ưu thế nhờ có nguồn lực và vũ khí dồi dào. Nhận định này sau đó đã bị Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 8 tháng 12 của Báo Thanh Niên. Trúc Huỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về các điểm nóng xung đột sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, Trúc Huỳnh mến chào tạm biệt.